Bò này thì bình quân một con khoảng dao động tầm từ 9 tấc cho tới 1 mét mốt nha cô chú anh chị và các bạn. Ở đây thì ngày hôm nay em có nhận lời đến với cái nhà của anh Út ở khu vực huyện Ba Chi để mà ghi hình cũng như là báo giá một cái lô bò đực này. Bà con cô bác cũng như là quý anh chị em ở gần xa mà chúng ta có nhu cầu mua những cái con bò đực đực chốt nè, để mà về mà mình nuôi vỗ béo hoặc là mình bê thui á, thì mình liên hệ với em ha. Một cái mức giá phải gọi là khá là hợp lệ, tầm từ 5 cho tới 7 triệu một con, 5 triệu hoặc là 7 triệu một con. Thì bà con cô bác anh chị chúng ta có thể mua những con bò này, ví dụ như con bò đực này chiều cao anh chị có thể so sánh không, nó khoảng tầm từ 1 mét cho tới 1 mét, 1 mét mốt. Con này để đo thử cho anh chị xem, con này 1m07 anh chị, và con thấp nhất ở đây là nó sẽ có chiều cao là 9 tấc 9. Đó là con bò thấp nhất. Và báo với anh chị một cái tin luôn, là khi mà anh chị mua hết 5 con bò từ cái con số 2 trở về sau, mua hết 5 con bò này thì sẽ được tặng một con bò này. Đây anh chị, sẽ được tặng thêm một con bò này. Nếu như mà anh chị mua hết tổng 5 con còn lại, có nghĩa là trong đàn này có 6 con. Và con cuối cùng đằng kia là con bò cái nha. Và bây giờ em mời cô chú anh chị và bạn chúng ta theo dõi những cái thông tin của những con bò này, và em sẽ quay cận cảnh cho anh chị xem ha. Tuy là bò tặng nhưng mà anh chị có thể xem từ chân móng, từ ngoại hình đó, là một con bò đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không chật lỗi anh chị nha. Đây là một con bò phải là gọi là được được tặng kèm theo khi mà anh chị mua hết cái lô này. 1, 2, 3, 4 và con thứ 5. Nếu như mà anh chị mua hết 5 con này sẽ được tặng một con đứng đầu. Thì quý anh chị em cũng đã thấy rồi đó, là những con bò này về ngoại hình, về chân móng, về kích cỡ, đây anh chị có thể xem có 5 con bò đực nha anh chị nha. Từ đây trở về cuối đến con cuối cùng là 5 con bò đực, còn con này là con cái pháp kem. Bò thì đảm bảo với quý anh chị là không áp xe, không có trật lỗi ha anh chị ha. Chân móng đi đứng đều hoàn thiện hết. Đó. Đây anh chị xem đi, cảm thấy thích muốn mua thì anh chị có thể liên hệ giùm em. Nếu như mà anh chị có thể mua từng con thì anh chị có thể chọn lựa một con 7 triệu. Từ con thứ hai cho tới con cuối cùng. Nếu như anh chị mua bê, một con có giá 7 triệu. Một con có giá 7 triệu nha anh chị. Nếu như cái đó là mua lẻ, còn mua hết một bầy thì anh chị có thể mua từ con thứ hai cho tới con thứ năm. Còn con này không có bán được, con này tặng ha anh chị ha. Nói thì phải rõ ràng cho anh chị những cái thông tin cập nhật đầy đủ. Anh chị thấy không? Bò tặng nhưng mà anh chị nhìn không có phải là bò bệnh, bò quạng gì hết. Chân móng đi đứng đảm bảo nghiêm chỉnh luôn. Đây, 7 triệu một con anh chị ha. Anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể mua hết cái bầy bò này 5 con nè. Đây anh chị thấy không, chân móng nè. Nếu mà anh chị thích bò rẻ thì em sẽ quay bò rẻ cho anh chị xem, giá cực kỳ mềm. Như anh chị thấy nè, ở đây có 4 con bò đực và 1 con bò cái, mỗi con 7 triệu. Một cặp chỉ 14, 15 triệu thôi. 14 triệu nha anh chị nha. Một cặp 14 triệu. Anh chị có thể lựa chọn bất kỳ con nào, giá 7 triệu. Và nếu như mà anh chị mua hết cái bài này thì anh chị sẽ được khuyến mãi và được tặng thêm một con bò này. Tặng thêm, bổ sung thêm cho mình về để mà mình chăn nuôi ha. Anh chị có động lực chăn nuôi nha. Thì anh chị nào mà chúng ta đang có nhu cầu mua thì chúng ta liên hệ ngay và liền cho giùm em. Số điện thoại thì em để trên màn hình. Bà con, cô bác cũng như là quý anh chị em ở gần xa ha, anh chị em có thể thấy toàn cảnh về những con bò này. Đảm bảo nghiêm chỉnh, đảm bảo đi đứng hoàn thiện cho anh chị luôn. Hôm nay em đang có mặt tại ở đây là thuộc về Tân Xuân,
xã Tân Xuân của huyện Ba Chi nha anh chị nha, xã Tân Xuân của huyện Ba Chi. Nó bà con cô bác anh chị em nào có nhu cầu mua thì liên hệ em. Xin nhắc lại, một con nè, nó về ngoại hình ha, hai con nè về ngoại hình nè, ba con nè đây, rồi bốn con nè, nè anh chị thấy không, và năm con, tổng năm con bò này, mỗi một con có giá là 7 triệu. Và con bò này nếu mà anh chị mua hết năm con kia sẽ được tặng thêm con này anh chị nha. Con này thì nếu mà anh chị mua thì nó sẽ có giá là 5,5 triệu. Còn nếu mà anh chị mua hết 5 con kia thì tặng cho anh chị 0 đồng. Rồi thì đến đây thì em cũng đã đến để hỗ trợ cho anh Út một cái video tiếp cận được có thể là rất là nhiều khách hàng, và anh chị có thể có được một cái video để tham khảo và cập nhật giá bò. Bây giờ em xin gửi những lời chúc chân thành, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho bà con cô bác anh chị. Hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.